Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Quay lại với con game Abyss anh em à. Thì bữa trước phá qua được cái chapter, hình như chapter 2. Đấy, có lời mời kết bạn nè. Thì phải lên được qua tới chapter 3 mới vô được cái liên minh nha. Bữa nay còn cái chapter thứ 2 cuối nữa mà mình phải đi mở đồ anh em à. Đồ nghề như này đánh không được, mình có thử đánh rồi. Ở đây thì nó sẽ có ra được những cái đồ truyền thuyết ở cái vị trí thứ hai, thì tỷ lệ nó ra truyền thuyết nhiều hơn nè. Đó, nó có 3 ô. Thì cái ô thứ cuối cùng là sẽ là cái ô xịn nhất. Nó dùng những cái vật phẩm hiếm thì nó sẽ ra đồ xịn hơn so với những ô kia, tỷ lệ nó ra truyền thuyết nó xịn hơn. Ở đây được cái gì đây? Cái mặt nạ, cái quần nữa. Hai đồ tím ha. Thì nó theo cấp độ màu, đồ xanh lá, xanh lam, đồ tím và đồ vàng là xịn nhất nha anh em, đồ vàng là xịn nhất. Và cái ô cuối là mở 10 lần. À, được cái mặt nạ. À, được con bét anh em à. Con này là con bét ha. Màu tím. Con đi đánh hộ mình á thì trang bị được hai em bét đi chung, hai con thú mà đi chung để đánh. Nên thì cái này thì dùng ô được cái súng nè. Súng hàng tím ha, hàng hiếm đó. Nhưng mà vẫn chưa có đồ truyền thuyết anh em à, cái này mà có đồ vàng mới ngon. À, xanh lam. À, cái này là mở dùng ngọc, mấy cái ngọc đá mà mình đi đánh đó, thì để mở được một lần thôi. Mở nhiều thì phải dùng cái khối lượng đá khá là nhiều. Ở đây mở được thêm mấy mục nữa nè, sẽ đi mở mấy cái rương này để upgrade nhân vật nữa ha. Tại vì cái chapter cuối, cái màn cuối của chapter thứ hai khoai lắm anh em à. Đây. Đây có một số trang bị nè, để mình xem là đây là vũ khí ha. Mình sẽ trang bị cái súng. Này là hai súng con, này là một súng bự. Ok, mình sẽ thử hai cái súng con trước đi. Lần sau mình sẽ thử cái súng bự xem thế nào. Một cái súng Medusa, một cái súng Ledu Dragon. Nó đều là hàng tím cả. Thông số có vẻ giống nhau. Nó cùng dòng á. Đây có cái mặt nạ lam. Chưa có mặt nạ hiếm, mà mặt nạ này mới mặt nạ màu xanh lam thôi anh em à. Bao tay xanh lá. Ồ, đồ này cũng chưa ngon lắm. Có cái quần hàng hiếm nè. Ây da, nhìn vô thấy ớn ớn vậy ta. Mặt nạ nhìn hơi ghê ha. Đây nó có những cái nhân vật khác nè, phải mua bằng tiền. Đây có con bét nè, một con bét tím với lại một con bét xanh lam. Ok, trang bị vô luôn. Vậy là đủ đồ nghề đó anh em à. Hy vọng là sẽ qua được cái màn cuối của cái chapter 2. Đây, khu rừng tối. Và cái chapter 2/4 là cái chapter cuối có 20 màn. Có đánh thử thì thấy khá là trâu đó. Phải nâng cấp thôi anh em mà. Trang bị đồ đó, có hai con bét đi đánh hộ nè. Hai con bét này thì chắc đánh cho vui thôi chứ còn không biết có ăn thua gì không. Tăng đam đi anh em mà. Tăng đam phép đi. Này dùng súng là có vẻ thuộc dòng đánh xa anh em mà. Không phải đánh dùng kiếm hay là đánh gần, nhưng mà dùng súng thì về dòng đánh xa. Ok, đây còn cáo thôi, mình bỏ qua cho nó lẹ anh em mà. Thì mấy màn đầu nói chung tương đối là nhẹ nhàng thôi, dễ thở. Nhưng mà về sau là khoai, từ hiệp 10 trở đi là khoai nhất, tăng crit dam. Hàng thứ hai và qua hàng thứ ba nè. Thì cái màn cuối này nó sẽ có hai lựa chọn, đi một là map khó với lại có cái gì mới mới nè anh em. Để coi coi. Hình như là giảm sát thương hay sao anh em à. Cái mới đó là chọn thử xem coi nó ổn không. Thì cái súng này nó cũng giống cái kiếm ha. Nó cũng là cái skill thì nó có vẻ giống. Để tăng tốc độ tấn công ha. Thì nó có vẻ nhà cái skill nó vẫn là bắn một tia với ba tia thôi, bắn một tia lớn với lại chém ra ba tia, thấy có vẻ giống với cái kiếm anh em mà không có gì khác biệt lắm. Hồi máu ha. Thì súng với kiếm thì có vẻ như là cái tuyệt chiêu thì vẫn là giống nhau, nhưng mà được cái là cái súng này thì nó bắn xa, nó có cái bắn quẹt nữa anh em mà. Đó, bắn hai phát xong là bắn lan một phát, có vẻ ngon hơn cái kiếm kia rồi đấy. Kiếm kia kiếm thường thì cũng không bằng được anh em mà. À, cái kiếm
dòng thường thì sẽ không bằng được cái súng hàng hiếm được, súng 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 tím mà. Thì lúc nào phải kiếm được cái đồ truyền thuyết vàng chơi mới, nó nhiều khi mới ngon anh em ạ. Mấy con bọ đấy nó phun khá là kinh nha. Anh em phải tận dụng cái chỗ mấy cái gờ đá để né anh em ạ, không là đi đó. À, hồi máu đi. Tăng thêm cái lượng máu anh em ạ. 1150 máu rồi. Thì tí nữa mình hồi máu thử xem coi là nó có đầy thêm không. Đây mấy con này thì dễ nè. Vừa bắn vừa chạy thôi. Hit and run. Chứ đứng một chỗ bắn là đi đi nhanh lắm. Tăng máu lên ha. Tăng cái tốc độ hồi máu lên. Đây rồi, có mấy con dê với lại con bọ nè. Con dê thì nó hút, còn mấy con bọ thì nó lăn 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 lăn. Mấy con bọ đánh cận chiến thì nó cũng đỡ. Đây, cái mấy con mà dạng khủng long này nó bắn mấy cục mới khó chịu nè anh em ạ. Đây coi, tăng phòng thủ đi. Mình đang cần tăng phòng thủ về sau. Cái shockwave, cái đạn xung kích nó cũng ngon. Nhưng mà ở lần này mình sẽ thử không chọn đạn xung kích đi. Mình chọn những cái khác xem coi là nó có gì xịn sò hơn hay không. Đó, tăng máu lên được 13.482 nè. Ây da, chỗ này nó đánh rát quá nhỉ. Này phải cố gắng nhiều máu này mà, phải đẩy nhiều máu chứ không về sau gặp mấy con trùm khó chơi lắm. Lấy máu ha, lấy máu với lại lấy đam. Ok, tăng đam phép lên ha. À, mấy cái chiêu đánh đòn phép đó. Đây có hai cái nè, một cái đánh khó và một cái đi thường, thì chắc là đi thường thôi để qua cái chapter 2 này đã anh em ạ. Đánh cái map kia thì có mấy con tướng á, mình có thử rồi nhưng mà khó lắm. Để qua chapter 2 kiếm cái linh binh, vô cái liên minh xem coi là có ngon hơn hay không. Chứ đánh một mình nha, hoài quá. Cái này nó có đi chung với bạn nữa mà. Có đi cày chung nữa, đánh boss chung với bạn được anh em à. Từ nha, để mình coi lại cái này coi. Giảm sát thương á, cái màu vàng giảm sát thương với lại tăng sức tấn công sao đó. Nhanh quá, chưa kịp đọc nữa. Đây, màn thứ 13 rồi nè. Tăng đam phép lên này mà, đẩy đam phép lên để bắn skill chó mạnh ha. Đó, bắn một tia dài luôn là đi luôn đó này mà. Canh đúng chỗ gom gom nó lại, xong rồi mình dùng cái đam bắn một đường thẳng cái là gây đam mạnh phết á. Chừa một phát là gây đam hơi rát đấy này mà. Đây có con boss ở cái map này, cũng có một con boss nhỏ này. Đây né né mấy con kia ra này. Đó, cái skill thứ hai, skill đó trưởng ra ngon đó anh em ạ. Để coi tăng sức phòng thủ đi, tăng thêm khả năng phòng thủ. Đây à, thì đó, đánh thì dùng skill thì cái thanh mana nó giảm, mình phải đi bắn thường để nó hồi lại mana nữa thì mới tung skill được. Mình thấy skill 2 là ngon đấy anh em ạ. Skill cuối 3 kia thì nó bắn ra 3 tia nhưng mà nó tốn nhiều mana hơn so với là cái chiêu thứ hai. Cái chiêu thứ hai mình thấy nó gom gom lại một đường bắn một đường thẳng là cũng ngon đấy anh em ạ. Bắn xuyên qua chết nhiều đứa phết á. Bắn 3 tia thì nó sẽ lan hơn nhưng mà nó tốn hơi nhiều mana của mình. Ấy, trừ một phát là lủng lỗ luôn anh em ạ. Xịn nha. Cố lên, 5 màn nữa thôi là tới chùm rồi. Mình nghĩ là map cuối này sẽ là chùm khá là xịn đấy. Map thứ 20 thường thì cái map cuối cùng của những cái chapter. Ui, chết rồi chỗ này. À dạ. Úi, chết rồi, bấm sai anh em ạ. Quái, xém đi. Chỗ này mình dùng cái skill dịch chuyển nó bị sai. Tính dịch chuyển ra ngoài nhưng mà không kịp anh em ạ. Bấm sai cái nó vô nguyên ổ nó luôn. Ý nó thì đi. Hên là máu vẫn còn được chút chút. Này tới chùm biết chơi được không? Mình nghĩ tới chùm kiểu gì cũng phải xài quảng cáo thôi, không ổn. Đây là mình tăng thêm máu ha. Phòng thủ là mắc phòng thủ rồi đó. Độc thứ 17. Ui, cái động này có mấy con gì bắn tên lửa à. Rát vậy. Mấy con bọ lửa anh em à. Mấy con bọ lửa này bắn hơi thốn đấy nha. Ok, né thôi, mấy con này thì né né cũng dễ anh em à, không tới nổi.
Rồi đợt 2 nè, mấy cái map sau này nó có hai đợt quái. À chết rồi, dịch chuyển dốt rồi. Tí nó đi anh em ạ. Dịch chuyển chỗ đó hơi sai nha. Đó, bắn một đường đã mạnh lắm nha. Mình cảm giác như là cái skill bắn một tia nó mạnh hơn bắn 3 tia anh em ạ. 3 tia chủ yếu là nó gây rất sát thương diện rộng thôi, chứ còn dồn đam nó không mạnh. Không mạnh bằng chiêu thứ hai. À, tăng tốc độ tấn công luôn đi, cho bắn cho nhanh. Hồi cũng được khá máu rồi. Hôm nay mình đi map thường thôi anh em ạ. Chưa đủ lực để đi mấy cái map map khó đâu. Đã dịch chuyển ra đây. Kéo bọn này tới rồi dùng skill khá là ngon. Đó. Vô kèo liền. Rồi đợt quái 2 nè. Một thọ. Ủa cái chiêu xuyên thấu cái bánh nhìn đá anh em ạ. Mạnh. Cảm giác là khá mạnh luôn á. Bắn ra một trưởng giống như là nhích như chỉ vậy đó. Mạnh phết á. Súng này bắn ngon, dành cho anh em mà thích đánh tầm xa. Ok, mình sẽ tăng hồi máu ha. Máu vẻ đuối quá rồi. Map thứ 19 là cái hang thứ 19 nè. Ủa nó làm gì vậy? Con kia nó bút. Bút cái gì cho mấy con quái vậy ta? Bút gì mà bọn nó sáng sáng lên á anh em à. Được bút thêm sức mạnh nè. Rồi đợt quái 2 nè. Từ từ bình tĩnh mấy anh ơi. Sắp tới chùm rồi anh em ạ. Cố gắng giữ máu chứ đừng để mất máu tới chùm chơi không được đâu. Một trưởng. Đây có cục máu nè. À, hồi máu đi. Tăng thêm cái lực máu tối đa. Ok, tới boss nè anh em. Đó, có cái đầu lô boss nè. Đây là cái mà mình cần phải vượt qua nếu mà mình muốn qua cái chapter thứ 3. Gegekra. Con này con gì? Người cây à? Con này giống thần rừng lắm anh em à. Ôi máu trâu phết á. Con bắn ra mấy cái cục thiên thạch nữa kìa. Ây da, đau nha. Con này bắn cảm giác né được anh em à. Cảm giác là đứng xa bắn nó cũng mất máu nha, không cần phải áp sát lắm đâu. Có cái súng này đánh tiện nè. Như cái kiếm thì phải chém gần thì cũng hơi khoai đấy. Cái kiếm thì phải dùng 6 xung kích thì nó mới bắn xa được, nó mới đánh tia ra xa được, chứ còn dùng cái súng này bắn ngon này anh em. Ai da, nhưng mà nó thả mìn nhiều thế nhỉ. Đó, đứng xa bắn nó cũng mất máu nè. Anh em để ý cái thanh máu của nó, bắn giảm máu là ngon nha. Trong phạm vi thì bắn vẫn mất máu được, nhưng mà bắn xa vậy có vẻ hơi yếu. Người ta hay không biết đứng xa thì bắn cái lượng máu mất đi của nó có nhiều bằng mình đứng gần không ta. Để mình chạy lại gần xíu mình đánh thì xem. Nhưng mà tại vì đứng gần quá nó có cái chiêu quét đó, nó có cái vòng phép à, nổ. Ủa nó bị choáng anh em à, hình như nó bị choáng thì phải. Ủa không được rồi, càng đấy khó anh em à. Con này máu nó còn nhiều quá vậy ta, kịp rồi. Con này nếu mà mình nghĩ là đánh từ từ thì cũng được, nhưng mà nó mới khá mất thời gian nên sợ đánh không được anh em à. Con này thì skill không. Ủa nó ra cái hố đen này, hút vào liên tục anh em à. Sao mà thoát ra được cái này đây? Ồ thế rồi, nó thảy hố đen nhiều quá vậy, không chạy ra được anh em à. Cái skill dịch chuyển của mình thì còn chưa hồi chiêu nữa chứ. Hồi chiêu giờ mới hồi chiêu xong thì nó hết cái hố đen mất rồi. Hố đen nó hút ghê nha, nó hút vào đó chạy không được luôn anh em à. Con này thì dùng cái kỹ năng thứ hai dồn đam nó vẻ ngon hơn là kỹ năng 3, tại vì nó có một con thôi nên đánh phân tán đam thì cũng không ổn lắm. Có cục máu nè, chạy vô hút cục máu cái đã rồi thoát ra. Hai con bét của mình vô đánh như gãy ngứa anh em à. Hai con bét đang bu vô con quái này đánh về gãy ngứa. Mấy con quái với lại ấy này chủ yếu nó đánh mình thôi nha. Mấy con bét chỉ là đánh kiểu bổ trợ thôi. Mấy con quái nó cũng không quan tâm đến mấy con bét của mình đâu. Mấy con bét thì đánh cho vui thôi chứ cũng không mạnh lắm anh em. Chắc là phải về sau cơ. Ra những cái con mà truyền thuyết thì may ra mới mạnh, chứ còn cái con này thì không ăn thua. Ôi rồi chết rồi, gần hết giờ rồi anh em à. Ôi vãi, không để ý hết giờ rồi này. Thôi giờ bên góc trái này. Thôi xong, không đủ giờ rồi. Làm lại thôi anh em ơi. Rồi xong hết giờ rồi. Không để ý giờ anh em à. Vãi cả trưởng.
Ok, để mình chạy tới con boss mình đánh lại ha. Để xem coi có đánh lại được không đây. 2000 years later. Ây da, nó phải đánh lại từ đầu anh em à. Mình đã đánh lại 19 màn rồi, bây giờ vô lại con boss ha. Vãi, không để ý thời gian anh em à. Thời gian nó chỉ có cho mình có 3 phút à. 3 phút mà phải đánh con này á hả? Vậy thì phải đánh áp sát thôi chứ. Đây mình đã, sau khi mình đánh lại thì mình chọn cái sóng xung kích này mạnh hết anh em à. Sóng xung kích này nó đánh damage AoE, đánh diệt độc á, ngon á. Hồi nãy thì mình không chọn sóng xung kích, nhưng mà bây giờ mình đánh lại 19 màn thì mình đã quyết định mình chọn cái sóng xung kích rồi. Nhưng mà đánh con này thì vậy thì phải đánh áp sát thì sao đủ giờ ta. Ôi đi luôn rồi. Không sao, có quảng cáo coi anh em à. Có 3 lần coi quảng cáo này. Số 3 này mình nghĩ chắc là 3 lần. 3 lần hồi sinh, vậy là được 3 mạng để đánh con boss này anh em à. Vậy thì mới được chứ. Một mạng không bao giờ đánh được hết á. Một mạng thì đánh được, nhưng mà với điều kiện là nó không có giới hạn thời gian. Đây đánh một mạng mà giới hạn thời gian thì chắc không ông nào đánh nổi đâu, trừ phi là phải chắc phải nạp tiền đúng không á. Hay là nó cho 3 mạng thì cũng đỡ. 3 mạng thì chắc là mình đánh chắc vẫn được anh em à. Mình lấy là mình xài hết một mạng rồi đó, còn 2 mạng nữa. À ok. Mình nghĩ là chắc là phải đánh áp sát thôi, chứ mình nếu mà mình né nhiều quá thì cũng không được. Mình né nhiều quá thì sẽ không đủ thời gian để mà giết con boss anh em à. 3 phút mà với lại mình chưa đủ lực á, cho nên là bắn có vẻ hơi lâu. Nếu mà mạnh thì chắc là sẽ cấu máu nó nhanh hơn, để điều là chưa đủ lực. Đánh hơi khó. Rồi 50% máu mà hết còn có 30 giây thôi. Vậy không ổn lắm anh em à. Khoai thế nhỉ, con này khoai vậy ta. Đánh thì đánh được, nhưng mà nó đã giới hạn cái vụ thời gian này, đánh khó quá này mà. Không cho mình né đạn nữa chứ. Ủa, giới hạn thời gian thì chơi nó vẻ hơi khoai anh em à. Nếu mà cho thời gian để mình đánh, dùng kỹ năng vừa đánh vừa né thì nó mới hay chứ. Giới hạn thời gian này khác nào là ép người chơi phải đánh áp sát, đánh liên tục đâu. Đánh vậy thì không né được đòn, mất máu nhiều lắm. Ồ, sắp chết rồi nè, rồi đi luôn anh em à. Ok, hồi sinh lại tiếp. Còn 2 lần. Hình như là được 3 lần hồi sinh, thấy nó để remind là hình như được 3 lần, là nãy là còn 2 lần. Với một lần gốc nó chắc là được 3 đến 4 lần nữa anh em à. Nhưng mà đánh con này khó quá, đánh kiểu này thì giới hạn thời gian này đánh hoài quá anh em à. Còn có 45 giây kìa. 20% máu liệu có được hay không đây? Mình nghĩ là chắc là phải đánh áp sát nó thôi anh em à, phải đánh liên tục á. Chứ mình đánh mình chạy mình né đạn là không bao giờ kịp luôn. Thề không bao giờ kịp. Phải đánh áp sát nó thôi, không còn cách nào khác anh em ạ. Lần này mà không được nữa thì chắc là thôi nghỉ luôn á. Tại vì đánh thua rồi, phải đánh lại 19 màn mới tới được con boss lại anh em ạ. Ok, nếu anh em coi video clip tới đây thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có để lại dưới phần comment. Không biết là có giết được con boss này hay không đây. Và anh em Việt Nam nào có chơi hoặc là có link bên nào xịn xịn thì có thể cho mình vô ké chứ nha. Mình thấy cũng có một team Việt Nam nhưng mà đầy rồi anh em ạ. Rồi ngon anh em à. Còn đúng 3 giây thì giết được nó ha. Còn đúng 3 giây anh em à. Ok, vậy là phá đạo được cái chapter thứ 2 rồi. Bây giờ qua chapter 3 nó mới căng đây. Đánh bại được vượt qua 76% người chơi là qua được cái màn này rồi đó. Ok. Rồi thì chắc là video clip hôm nay tới đây thôi. Anh em có chia sẻ gì có để là ý kiến với phần comment ha. Mình chấp nhận kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.